Chị hôm bữa là chị là TikToker mà hôm bữa là quay một gã đàn ông mà tác động với hai sư thầy ngoài chợ đúng không ạ? Dạ. Em chào anh. Ngày bữa đó em một phụ nữ em thấy có một người đàn ông, em là người quay phim, thấy một người đàn ông mà anh không có hai người thầy sư. Nhưng mà em là người phụ nữ em không có dám can ngăn. Nên là em chỉ quay một đoạn em gửi mấy anh chị thôi. Rồi sao mà chị không la lên để mà cho những người xung quanh ở ngoài chợ đó người ta biết? Mình cũng phải sợ chứ, mỗi gì có chuyện gì xảy ra đến như mình bị liên lụy sao, mình cũng sợ nên không dám lên tiếng. Thì hôm nay là trực tiếp em là cũng không thể nào mà em ghi hình trực tiếp cho chị được, tại vì chuyện tế nhị, chị là một cái người ta gọi là vô tình quay được cái đoạn đó thôi. Bây giờ cộng đồng mạng rất là bức xúc, thì hôm nay em mới là tìm gặp chị để hỏi nguyên nhân như thế đó thôi. Rồi chị thấy như cái hành động hai một gã đàn ông mà tác động với hai vị sư đó, là chị thấy chị cũng có buồn không về cái câu chuyện đó? Mình là người quay phim, mình cũng buồn chứ, tại mình thấy mình là một phụ nữ mà mình không can ngăn được. Với một phần cái một người đàn ông khỏe mạnh mà đi ăn hiếp hai thầy sư như vậy thì mình thấy cũng bức xúc. Nhưng mà do chị là người phụ nữ chứ giờ mình cũng là phụ nữ, mình không có cản ngăn được. Tại vì em cũng muốn hỏi sự việc thôi, nhưng mà là chị giờ biết chị là con gái, tại vì em hiểu được ở Sài Gòn này mà công việc ai nấy lo rồi, mình không dám đụng chạm. Thậm chí mà em lại nơi mà hôm bữa mà chị đứng quay phim ngoài chợ đó, thì em hỏi những người xung quanh ở đó, người ta cũng không dám chia sẻ, nói là cái người này đâu đi giang hồ giang nắng gì dữ lắm. Dạ, nói chung là chị cũng từ lúc mà chị quay được cái clip đó là chị cũng áy náy trong người đúng không? Dạ. Thì chị có đôi lời nào gửi đến cộng đồng mạng không? Em cũng nhắn gửi giống như là mấy anh chị có thấy những cái chuyện gì đó, mấy anh chị cũng can ngăn giùm hoặc là can thiệp giùm để cho những người dân cho bạn đi tìm kiếm cái tên cho đó, tên đó cho bằng được. Bởi vì mình thấy là mình cũng có thấy bức xúc mà cái người ta, một là lớn tuổi, hay là ta nhà sư, mà dầu cho người ta có sai trái gì đi nữa, để nhà nước hoặc là bên Phật giáo trị trị, thì mình người dân thường làm gì có quyền hạn gì mà để đánh đuổi, đi đuổi người ta mà ta không khẳng kháng, thấy tội thiệt, đánh là mỏng né rượt theo. Anh có bức xúc ha? Bức xúc, sống bức xúc. Cái sim này số này của Mobi hay của gì ạ? Dạ, Mobi. Rồi tôi nói chuyện nhiều rồi, là tôi nói cứ đăng lên cộng đồng, cứ người ta ủng hộ ông làm đi tiêm dùng là rất tốt. Bị gì á, là rồi thêm người chị bây giờ cũng đang bao che bên vực nữa. Trời ơi, còn muốn hù dọa mấy ông nữa, là cũng không, mình xin lỗi mà nói, không phải nói chuyện nặng nề hay là không có trình độ, chứ còn ta gọi là giọng nào giống nấy, cũng một phe. Em mình như vậy thì mình phải năn nỉ người ta hay gì, nói đảo lộn tinh thần gia đình của bà, kể bà chết gia đình, tại em mà làm quấy mà người ta mới tìm hiểu cho tới nguồn gốc cái nhân thân lý lịch của người đó như thế nào. Nhưng mà em cũng không có làm sai phạm gì cả, em tới nhà đúng, nhà đó là đúng, nhà người em chứ không phải là gia đình đúng, của bà nữa. Bà em cũng đâu đưa hình đúng, ảnh và cũng như số nhà đúng, lên đâu. Đúng, tôi thấy ông làm cho cái clip, ông coi lần nào quay lên đăng lên tôi cũng đều coi thấy hết. Nhưng mà bà lên tiếng bà nói vậy đó, khác nào bà cũng như hù dọa. Bao che, mấy ông cứ làm thẳng tay đi, người ta còn ca ngợi nữa. Là mấy ông diệt trừ những cái tai nạn mà xấu đó, là vậy đó. Giang hồ thì người ta cũng có mức độ, người ta cũng có bản lĩnh là đụng chuyện người ta mới làm. Còn này đi để hành hạ người sư, đó là giang hồ gì, giang hồ dởm á, chứ giang hồ gì. Mà ông phải làm tới bến luôn, phải chi lùng tìm cho bằng được, nó đặng cho ta thấy mặt mũi của tướng đó rõ ràng như thế nào. Biết rằng chạy xe vui chờ rồi đó, nhưng mà tôi còn không thấy bản số. Có em là cái biển số em để lên trên mạng luôn mà. Nó thì ông phải tìm cho bằng được. Nó bị gì, người ta chi đuổi người ta mà không khẳng kháng, nó thấy cái chuyện đó như thế nào rồi. Mà mình nhìn thấy cái cử chỉ của ông sư này á, là mình thấy là đón là 70-80% là thật. Bởi vì người ta không khẳng kháng, còn mấy ông sư kia mà mấy ông thường đi quay là xin tiền rồi gượt mấy ông còn né trốn tránh đồ này kia. Còn mấy ông này là coi như ta hiện ta nhẫn nhịn luôn, là tất nhiên mình thấy mấy ông này là sư là hoàn toàn là thấy 80-90% là thật rồi đó. Dạ.
mình cho không cho thì thôi, người ta có nhiệm vụ thì rất thật, thí dụ mình ghét người ta thì mình không cho, thí dụ vậy, tôi thí dụ luôn. Còn nếu mình có cái lòng nhân đạo từ bi thì mình cho người ta ít hay nhiều tùy lòng hảo tâm đó, chứ còn người ta đâu có đụng phạm mình đâu mà ăn gì chi đuổi mà tới mà người ta đi rồi cũng gượt theo quần đạp đá nữa, tôi thấy hết trơn luôn á. Bởi vì thấy bức xúc là làm tội nghiệp mấy ông sư đó, một ông già một ông trẻ. Bởi vì là tôi cũng thấy cái clip của bạn là cái cô gì mới vừa nói đó, bà cũng bạn nói cứ đăng lên cái bà nó bà đồng ý đó. Tại vì mình nói chuyện phải chuyện đúng chứ mình cũng không phải nói gì sai. Thí dụ mấy ông sư đó ông giả đi, giả thì mấy ông lỗi lương tâm ông, cái thứ nhất. Thứ hai thì ông lỗi nhập Phật đó, rồi ông lỗi xã hội thì để tránh tránh quyền vào cuộc, chứ ông đâu đụng phạm gì tới ai đâu mà ông gạt gẫm. Thí dụ giờ ông giả đó, ông xin gì ông làm chuyện khác đó, mà cũng như mà ai cho thì ông nhận cho thôi. Ông này là mấy ông đi đến thinh mà truy đuổi người ta, quánh đập người ta còn hơn hành hạ nữa, mà giữa đông người rồi giữa chỗ đông người, rồi cái đó là cái xúc phạm cái hành hạ người khác, và cái đó là phải mấy ông làm tới bến đăng lên đi tìm cho bằng được cái tên này, côn đồ này, cho ra mặt cho xã hội người ta thấy mặt mũi tướng này như thế nào. Cái gì đâu mà con người quá côn đồ, cái này gọi là côn đồ mà kiểu lóc cá anh hùng gơm á, chứ không phải là giang hồ. Chứ còn mà giang hồ của người ta, giang hồ gốc người ta trầm tĩnh đàng hoàng lắm. Tôi cũng từng tiếp xúc, tôi đi ra đời tôi cũng thấy, tôi biết giang hồ là vậy. Còn này kiểu mà xạo á, bởi vì mà còn chị mà còn đứng ra bao che nữa, đảo lộn dọc, mặc dầu gia đình của chị kinh doanh kinh tế cái xí nghiệp gì tôi không cần biết, nhưng mà có xúc phạm người ta phải đăng lên nè. Nó mà rồi bá ra miệng bá nói bà là đi tìm đi kiếm nó làm gì, làm để làm gia đình đó đảo lộn, giờ đi ra ngoài đường á là không dám nhìn mặt. Ủa gia đình bà xấu thì mình phải mang danh thôi, phải chịu thôi. Thế gia đình mình tốt thì đi ra thì xã hội người ta khen, chứ gia đình mình xấu thì người ta phải dị đi, bây giờ nó phải cầm xì rồi còn bao che nữa. Mấy ông cứ làm tới bến đi tìm hoài, mấy ông cũng là người nghĩa hiệp đó, mấy ông làm chuyện đó là người nghĩa hiệp đó, tôi công nhận luôn á. Yeah. Thì người tốt mình đều khen, mà người xấu mình đang chờ trừng trị lại chỗ đó, chứ chuyện người ta đâu có đụng phạm xúc phạm mình, mà thấy quánh mấy ông kia thấy đứt ruột, là tuy không có quýnh mà gây tổn thương máu me, nhưng mà cái nhục mạ người ta, mấy ông né né mà gượt theo ký rồi đạp, ông làm thấy cái chuyện tội bại với con người ta, không có cái tổn đức dữ lắm luôn. Mà người ta là một nhà sư nữa, cái tổn đức dữ lắm, tổn đức. Bởi vì mình tu hành không tu thì kệ mình, nhưng mà người ta ai làm kệ người ta, mà mình xúc phạm gì là tội lỗi cái đạo đức con người nặng nề dữ lắm luôn. Người đó không có cũng sao, cũng không có sau này cũng thân tàn ma dại, cũng quả báo, bị gì hành hạ cái người nhà sư chứ không phải gì. Dạ. Tôi thấy thường là lớn tuổi hơn mình nữa, tướng ta cha chú mình nữa. Đúng vậy, tướng đó chừng khoảng từ tối đa chừng 30-40 trở lại, mà ông sư già đó cũng nằm dạng từ 70 ăn lên đó, thì cũng đáng cha đáng chú rồi. Mà nhỏ lớn gì không cần biết, mà người ta đã nhà sư nữa đó. Mà làm cái chuyện đó mà quá xã hội lên án, bao nhiêu cả cộng đồng mạng người ta đều là đứng về phía mấy ông sư, không bị mấy ông không hẳn không phản kháng chứ gì. Cái chuyện ở ngoài đời mà cái người khác mà mình khỏi cần nhà sư mà ông hành hạ người ta mà không phản kháng là ông thấy cái tội cũng lớn, cái lỗi cũng lớn rồi, ta không có chống cự đó. Mà còn bao che nữa, cứ làm thẳng tay lên, mấy ông làm đi là thành ra mấy ông còn một nghĩa hiệp đó, cũng được cái đức hạnh cho người khác ta tôn vinh mấy ông lên, là làm chuyện đúng với xã hội đó. Mấy ông cứ làm đi, không có đụng chạm gì pháp luật, mấy ông đừng sợ. Bởi vì mấy ông quay đúng đúng rõ ràng, mấy ông phân tích đều nghe chí lý hết, là cả thế giới cộng đồng mạng người ta cũng nói ra cũng đều đúng hết. Nó bị cái việc làm quá sai trái rồi, bởi vì còn gì nữa mà để mà cho trốn cỡ đâu trốn, mấy ông cũng phải đi tìm bằng được, tìm đi đó. Người ta ủng hộ mấy ông chứ đừng có lo, người ta coi mà người ta bức xúc người ta mới điện lại chứ đâu phải liên can. Tôi cũng người ở Đồng Tháp, ở dưới quê, đâu phải ở thành phố đâu. Yeah. Nhưng mà nhìn thấy mình bức xúc, mình tức. Rồi cái giữa con người với con người
mà mình cũng phải tôn trọng người ta, cái con người, cái con này ta là không chi một nhà sư nữa. Cái mà đi để hành hạ gì mà ta không thẳng kháng, không chống cự, thay vì có nhiều ông còn đỡ, đau quá người ta đỡ, ta này kia hay là ta cự lại con này ta bỏ đi mà cũng gượt theo đạp thêm mấy cái nữa. Ta thấy ngoan ngoan cố không? Tôi thấy rõ ràng hết, đạp thêm mấy cái nữa. Đúng rồi, đúng là ngoan cố, mấy ông ký đầu, chị. Ký đầu sư trẻ đó chứ. Thì ký đầu tôi thấy hết trơn, yeah. Ai ai tôi thấy hết, đó. Thì cái đó vô tình, cái clip người ta đi, người ta thấy, ta quay lên rồi mấy ông mới thấy tại là cái đó chính xác luôn. Chính xác, rõ ràng cái bộ. Là mấy ông cứ làm thẳng tay đi, làm vậy là mấy ông là được cả cộng đồng là ta. Tại vì bây giờ là em nhận được cái thông tin mà cái người hôm bữa quay clip á, bây giờ có gọi cho liên hệ đến em một tí nữa em chạy qua em hỏi cái việc đó là tại sao mà quay phim mà tại sao mà không can mà đứng quay phim như vậy. Em giờ em trực tiếp em qua em gặp luôn, em hỏi luôn vấn đề đó luôn nè. Đúng, ông làm gì đúng luôn, ông phải tìm hiểu cho rõ ngọn ngành vậy là đúng luôn đó. Dạ. Đúng. Ít ra ví dụ mình đứng quay phim mình phải qua mình can mình phải nói như thế đúng. Nào chứ không phải đứng quay phim tầm bậy tầm bạ vậy được. Đúng, đó gặp cái chuyện mà xảy ra vậy cũng như thường thường học sinh học đường cũng vậy. Đứng quay phim là cái đó cũng là cái sai, ví dụ mình can, nó chứ mình can ngăn, làm vậy là sai trái. Mặc dầu côn đồ cỡ nào tôi cũng ra tay, gặp tôi cũng ra tay, tôi cũng can ngăn, nó không phải là gì. Nhưng mà mình phải phiên lên, không có được đụng người ta nghe, không được xúc phạm mà. Yeah. Mình phải nói chứ cũng làm gì cũng được giúp được cái người kia đỡ cái đau đớn. Con này còn không quay phim nữa, ông tìm hiểu luôn. Đúng là ông làm gì tôi quăng lên tim, ông nhắc câu đó tôi mới nhớ đó. Dạ, tại vì hôm qua là có người nhắn tin cho em nói là muốn gặp em đó, nói là người đó trực tiếp là hôm đó đầu quay clip đó, mà không biết là trai hay gái. Tại nhắn tin qua điện thoại là hẹn hôm nay gặp thằng tí nữa, anh em chạy qua đó để tìm hiểu cái người quay phim luôn. Rồi, ông làm gì quá hay đó. Dạ. Yeah. Nào ông xác minh rõ ràng đó, từ chi tiết gì là đúng luôn đó. Nó, yeah. Ông làm gì người ta ủng hộ lắm. Đó. Cầu chúc mà ông làm cho tới bến cho người ta mới vừa hả dạ, mới xin lỗi cũng chưa vừa ý nữa. Tại vì cái thí dụ ông quýnh người ta, cái ông nghĩ ông quyền tước hay ông nghĩ có tiền ông quýnh người ta, cái ông thường ông quýnh người ta ông xin lỗi gì rồi mới mất ông quýnh người ta hoài hả? Nó yeah. Nào phải thôi chứ phải mà mình cho lợi đó là cả gia đình đứng ra, người nhà đó là phải can thiệp ha, đứng ra hỏi ông sư. Rồi bữa đó em tôi nó lỡ cơn giận cơn nóng nó ngáo nó gì không biết mà có cái ảnh hưởng thuốc men thì tôi lo thuốc men nữa, có vậy mới đúng nữa chứ đừng nói mà xin lỗi mà vừa phải lo cho người ta cái sức vừa tinh thần vừa sức khỏe nữa, cái đâu phải mà xin lỗi cái gì im đâu. Yeah. Cái nào đúng theo cái xã hội cái thời buổi bây giờ chứ đâu phải như hồi xưa, cái gì nó cũng có cái lực pháp chứ. Nếu ông đó mấy ông sư này ông sai thì ông sai với nhà Phật thì ông có lỗi với Phật, còn ông sai với xã hội thì để chính quyền vào cuộc chứ có đâu mà cũng người công dân bình thường mà hành hạ người ta ngoài giữa đường giữa xá. Yeah. Rồi chỗ đông người nữa, ông thấy mặc cái phẩm chất của con người của người ta phải chi mà ta làm sai trái, người ta lợi người ta gạt gặm ta móc túi gì á thì mấy có cũng nạt nộ thôi, ở quá cũng móc túi thì có chụp được tán một bập tay thôi, còn này khác nào ta nhà sư mà đi được cầm ta thấy đi đứng thinh nè. Em nói anh nhà người hai vị sư đó lớn tuổi đi khất phục ngoài đường á, đâu có xin tiền ổng và đâu có ăn hết của gia đình ổng đâu. Đúng, cái đó là tùy ai muốn cho ổng cho thôi, người ta đâu mở miệng xin, ta bưng cái bát là tại cái nhiệm vụ cái nghiệp của người ta, nhà sư phải đi thất thực thì ai cho ổng cho thì thôi. Nó chứ phải ta đâu có đòi hỏi ít nhiều hay là xin của anh người đó đâu mà quýnh người ta. Trời ơi, tên gì mà xã hội này không ai công nhận rồi đó. Nói chung là xã hội luôn, không ai công nhận tên đó là từ nam hay nữ, đừng bà, đừng ông gì cũng không ai giữ ý cái chuyện làm của tên đó chứ. Thì mấy ông cứ làm tới bến đi. Làm cho ra lẻ luôn. Người ta ủng hộ mấy ông giống cái gì chứ. Nhưng mà cái người quay phim á là cái trách nhiệm người đó rất là nặng luôn á. Đúng. Nói gì trong pháp luật người đó nặng đó, trong cái pháp luật của nhà nước làm người đó nặng đó, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Tại sao thấy gì mà chuyện bắt mình đứng quay phim truyền tải lên mạng xã hội. Đúng rồi, chuyện bắt mình là người nghĩa hiệp thì mình cũng can ngăn, mặc dầu mình đứa nhỏ tài mọn mình cũng phải can ngăn phiên lên là kêu dừng lại, con này cùng quay phim đó. Chắc nào là người ta ghép tội là thấy điều người ta muốn ghép tội đồng lõa nữa. Dạ đúng rồi. Cái đó là cổ suý cho cái việc cái hành động mà đúng hành hung người khác đó. Đúng đó.
tôi thì không có lời lẽ mà ông nói ra tôi hiểu là đúng đó, hành động người khác và cổ xí ủng hộ đang quay clip đăng lên đó, là cái đó còn có tội trong đó, ông cứ rồi tìm tới bến luôn. Dạ. Tìm tới nhà rồi. cái người quay phim luôn, tụi em xử luôn. Đúng. Đúng. Ông làm đây mấy ông cứ là ủng hộ anh em, mấy ông kéo đông đông làm cho đúng ra lẽ ra chuyện, người ta mới gửi, người ta ca ngợi quan ninh mấy ông nữa. Dạ. Rồi cầu chúc mấy ông đi ra đường mà quay mà gặp những cái cảnh nào như vậy mà bất bình, mấy ông cứ làm đi, ai cũng đều ủng hộ hết. Dạ. Rồi quan ninh mấy ông ủng hộ ca dạ. Đang coi. Rồi chào. Dạ em chào rồi. Anh nha, cảm ơn, chúc anh sức khỏe. Dạ. Rồi.